bắn là chú gỗ nha. Kẹo quá hả? Trời ơi, chưa bao giờ thấy kẹo đu nếp mà bự vậy luôn á. Để đưa áo sữa cun màu xanh cho chiếc bị thầy rồi nè, em không biết chiếc bị nó thầy xong chưa nữa. Nó xay xong rồi cả gia đình mình sẽ bận áo. Ủa sao lâu quá vậy ta? Rồi, sữa cun màu xanh. Quay nha anh em. Sao lâu quá vậy ta? Hết rồi. Ủa sao ba đưa áo màu xanh mà bị thay áo sữa cun màu đỏ? Không, bị hết rồi đã. Mà hôm nay chủ đề clip mình phải bận hết áo sữa cun màu xanh đi quay mà. Chiếc bi lì quá anh em. À không sao, mình có cách chạy chiếc bi. Sẽ kêu Vibo xuống để nói chiếc bi thay áo màu xanh. Chiếc bi cứ là nghe lời mẹ nên bây giờ tôi sẽ kêu Vibo xuống để nói chiếc bi đi thay áo màu xanh. Nguyên đội bằng áo màu xanh luôn. Vibo rất ừ đúng rồi Vibo. Kêu chiếc bi bằng áo màu xanh. Mình cũng có áo màu đỏ kìa. Trời hai người này. Để bây giờ tụi mình sẽ tổ chức một cuộc thi. Đội nào thắng sẽ phải bận áo theo cái màu mà đội kia thích nha. Tôi là đỏ màu xanh, Vibo với chiếc bi là đỏ màu đỏ. Hồi nãy anh có mua một thùng sữa cun, Vibo lấy cun giùm anh nha. Ừ, thùng nó để đâu? Không biết nữa, nãy mua để đâu quên rồi. Vibo đi kiếm giùm đi. Chuẩn bị như vậy rồi. Để mẹ đi kiếm đi. Hai đứa mình á, ngồi đây chơi với nhau một xíu. Để mẹ đi kiếm cái thùng sữa. Thùng sữa sau lưng mình nãy giờ mà mình kêu Vibo đi kiếm. Vibo mà biết đằng sau lưng mình, chắc Vibo đập mình. Mình đem đi giấu gấp anh em. Chứ để xíu Vibo mà lại, Vibo mà thấy. Vibo dữ ghê á. Tụi mình sẽ khui thùng sữa cun này ra uống. Trời, nguyên thùng này có màu cam với màu đỏ không à. Chứ có lại màu xanh lá nữa mà ta. Màu xanh lá vị sô-cô-la luôn mà ta. Đỏ đỏ này có sữa cun màu đỏ với màu cam. Vậy tôi phải đi kiếm màu xanh để mua uống rồi anh em. Màu xanh là mẹ. Hai cái người này cứ bày mưu chọc mình hoài anh em. Tụi mình đã đi tới siêu thị rồi anh em. Bây giờ tụi mình sẽ đi mua kẹo thay màu. Một xíu mình sẽ kiếm gì đó bày mưu chọc lại hai người này anh em. Tưởng người ta không biết quýnh lại hả? Có nè. Đau quá anh em. À quên, mà hai người này không biết, mình có chìa khóa, mình sẽ mở ra được. Mày sao hả? Ủa, đâu rồi ta? Rồi bây giờ bắt đầu cuộc thi kẹo nè. Bây giờ mọi người được chọn 2-3 màu, chiếc bi cầm màu gì? Rồi đó thôi, biết hết rồi đó thôi. Có quyền chọn 2-3 màu lận. Ba sẽ chọn màu xanh da trời, màu xanh lá, màu vàng, màu tím. 4 màu, rồi bị chọn 4 màu đi. Biết hết rồi đó thôi. Bi này cố chặt quá. Thôi bây giờ bắt đầu tụi mình thi luôn đi. Ba có bịch kẹo màu xanh nè. Bi có kẹo vừa đá nè. Ờ nhưng mà Bi có một bịch à. Ờ à, nó có 2 bịch hả? Vậy là 2 điểm luôn. Quyết cái gì hả? Quăng banh trong chó hả? Nó lưu lưu tôi rồi nó quăng banh trong chó chơi nè. Ủa cái banh này cho chó chơi đẹp lắm nè. À đúng rồi, tôi nhớ hồi nãy tôi có mua kẹo hình trái banh. Đây kẹo hình trái banh. Wow. Giống như trái banh cho chó chơi của chiếc bay luôn. Rất là thơm. Trời ngon quá. À nó thèm anh em. Không cho, kẹo này màu xanh của tôi mà. Nó tức rồi kệ anh em. Trời, nhân vật trong sữa cun sao cái đầu bự quá vậy? Trời kêu bỏ cậu Pokemon. Cái gì Pokemon mà kêu Pokemon? Nó có quả cầu Pokemon luôn. Nhưng mà cũng đâu có liên quan đâu. Đây là cuộc thi về kẹo chứ không phải cuộc thi về quả cầu Pokemon đâu. Hả? Nani? Quả cầu Pokemon bấm cái gà quá trời kẹo luôn. Còn có thú Pokemon nữa hả? Trời ơi, thiết bị cũng đấu ghê quá à. He nữa hả? Nó dám chọc quê tôi anh em. Nhưng mà nó không biết Pokemon thì cũng có quả cầu Pokemon. Trong đây cũng có kẹo mà Pokemon màu xanh. Tôi cũng có đi siêu thị thấy mua nè. Wow. Trong đây cũng có kẹo, rất là xịn luôn. Và cũng có Pokemon. Hả? Pokemon màu đỏ. Hả? Pokemon màu đỏ luôn anh em. Mà vui chứ mì thích luôn chứ. Nhưng mà cũng có bịch kẹo Pokemon màu xanh nè. Liêu liêu cái gì? Hả? Không phải màu xanh anh em, mà màu vàng. Tôi được chọn nhiều màu mà. Nó ăn quả cầu Pokemon của tôi rồi anh em. Nhưng mà không sao, tôi có quả cầu kẹo chứ không. What? Đâu phải đâu. Gì đâu phải đâu? Màu đỏ mà. Màu đỏ gì? Màu đen nữa ngàn mà. Chết rồi, xé bao màu đen ra là màu đỏ hết luôn. Vậy là món này cộng điểm cho chép bi á trời. Trời ơi, trong đây có cái kẹo màu đỏ để ngậm ăn nè. Không sao, tôi có kẹo đồ ăn màu vàng. Đó là trong đây là bánh kẹp rất là nhiều kẹo. Thay vì kẹp thịt thì kẹp rất là nhiều kẹo. Wow. Đâu ra vậy?
Wow. Kẹo có nhiều kẹo, có kẹo màu xanh nữa nè, kẹo dẻo. Kẹo đồ ăn mà tôi còn có. Shippy làm sao đỡ được pha này? Cho biết cái này nè. Gì vậy? Trời, tôi có bánh kẹp thì nó có bánh donut. Mà cái bánh này lạ quá vậy. Wow, mà cái bánh này lạ quá vậy, bự quá vậy. Kẹo quá hả? Trời ơi, chưa bao giờ thấy kẹo donut mà bự vậy luôn á. Wow, kẹo này chia mấy người ăn cũng được luôn nè. Wow, có kim tuyến nữa hả? Wow, kẹo có cơm luôn nè, kẹo dẻo quá Bi. Wow, thôi mà không thèm. Mà nó ghê quá thèm, cái loại này cũng có nữa. Do Bi bò giúp đó nè. Bây giờ tôi sẽ lấy sữa cool, bỏ trong ngăn đông, âm mười mấy độ luôn. Rất là lạnh, rất là mát. Uống tiếp sức để đấu với chiếc Bi anh em. Sữa cool, sô-cô-la lúa mạch. Ôi, thấy tôi uống sữa cool, sô-cô-la lúa mạch, chiếc Bi nó cũng mở tủ lạnh nó kiếm nè. Mà thật ra trong tủ lạnh đâu có đâu. Ha 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 ha. Ha, nó bỏ đi rồi anh em. Chắc nó đi lấy kẹo để đấu với tôi tiếp rồi. Hai này làm gì vậy? Hả? Trời, nóng quá vậy? Sữa cool uống nóng được mà. Sữa cool hâm nóng uống được luôn hả? Mấy bạn xé miệng túi thẳng đứng, cho vào lò vi sóng hâm nóng 30 giây ở nhiệt độ trung bình là sữa nóng nha các bạn. Nhưng mà mấy bạn hâm nóng sữa nhớ nhờ ba mẹ làm giùm. Bị cũng có kẹo màu đỏ uống với sữa cool nè. Trời, có kẹo màu đỏ đấu với tôi đó hả? Kẹo này kẹo gì đây? Kẹo này đâu phải ăn vậy đâu. Ôi, nó bắt đầu đấu với tôi, nó liều liều tôi nè anh em. Bị nó biết loại kẹo này có kẹo mới màu xanh, tôi cũng có. Ô, Bi nó thèm lắm, tôi biết nó thèm lắm. Nó không ngờ tới pha này luôn anh em. Lần này chiếc Bi thua tôi rồi anh em, kiếm hết ra món rồi. Buồn hả? Gì vậy? Đang đấu kẹo nhau mà cầm bong bóng gì vậy? Nhìn vô bong bóng chi rồi nó nổ bể mắt nha. Ơ, trời, có để kẹo trong bong bóng đó hả? Pha này tôi không đỡ đâu rồi. Trời, vậy là mới được thêm điểm. Trời, chiếc Bi này nó đấu ghê quá anh em, nó phối hợp với Bi Bò. Giờ kiếm đâu ra kẹo để đấu nữa đây trời. Hồi nãy tôi có mua cái vòng tay bằng kẹo. À, có thể gì đeo vòng tay vậy? Thôi, không cho Bi đâu. Nói Bi nó buồn rồi anh em, nó chơi đồ chơi rồi. Nó chơi chiếc xe. Kẹo mà. Gì kẹo? Thua bị ảo tưởng rồi hả? Ở trong có kẹo. Yeah. Wow, trong đồ chơi mà có kẹo nữa hả? Bi Bo này mua chiếc Bi nhiều quá vậy. Wow, trong đây có dấu kẹo nè. Mở ăn được luôn hả? Nó có đồ chơi, hồi nãy tôi cũng có đồ chơi. Đây. Đâu có kẹo đâu. Đâu có kẹo gì, nhưng mà cái này có thể chơi với kẹo. Bèn, bắn đầu chú gỗ nha. Vậy là tôi hơn Bi điểm lại rồi. Oh my god. Vậy là chiếc Bi chắc nó chịu thua rồi đó, nó chơi đồ hàng của nó rồi nè. Kem hả? Trời ơi, kiếm cái gì vậy trời? Thôi thua rồi, thôi chịu thua đi. Vậy là kết luận, chiếc Bi thua rồi nha. Hả? Trời ơi, đồ chơi cái chiếc Bi đâu đâu có kẹo quá hả? Oh no. Trời ơi, nó ăn kẹo xin gơm với nhã nè. He 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 hả? Bi có đồ chơi, bộ tôi có đồ chơi hả nè. Biết tại sao xuất cái đầu ra không? Tại vì đây là kẹo xịt đồ chơi. Xịt vô miệng nó ngọt 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 á. Đó, nước si gô. Ăn không bơm? What? Xịt xịt. Xịt xịt. Si gô á ăn đi. Si gô để ăn nha, đây nè, tia tia là thấy không? Nhìn cái mặt nó hài không kìa. Nó chịu thua tôi rồi. Tụi mình nghỉ ngơi uống nước. Chiếc Bi nó chịu thua rồi. Uống nước hả? Vậy là tôi có món cuối cùng hồi nãy. Là món đỉnh nhất. Đồ chơi nó không thể nghỉ luôn, là con khủng long có thể mở ra được. Vậy là chiếc Bi thua rồi đúng không? Gì trời, uống nước mà liếm cái ly ghê vậy? Lấy kẹo mà. Trời. Ly mà làm bằng kẹo được luôn hả? Nani? Rồi. Ngon lắm á. Wow. Miễn coi. Trời, vậy mà Bi cũng có được. Ờ anh. Trời ghê chưa? Món vậy mà chiếc Bi nó cũng có nữa, chắc thua rồi anh em. Bây giờ tôi chỉ còn thùng sữa này ở đâu đó thôi. Thùng sữa màu xanh nè. Thay vì kẹo bây giờ sữa có sữa màu xanh nè. Có khi nó không có. Trời, nó cũng có thùng sữa nè, màu đỏ mấy ghê. Chiếc Bi nó có thùng sữa vậy là nó què với tôi rồi anh em. Trời, Bi nó có một thẻ ngôi sao. Vậy chắc tôi thua rồi anh em. Thẻ tập hợp ngôi sao này, một sao đỏ được 5.000 đồng, 70 sao đỏ được một quạt media nha anh em. Và 200 sao đỏ được một máy xay sinh tố Philips. Mà chiếc Bi mới được có một sao à. Để coi thùng tôi có thẻ không. Yeah, thùng tôi cũng có thẻ giống Bi. Vậy là tôi quề Bi rồi anh em. Không có thua chiếc Bi. Để coi thẻ này. Chúc mừng bạn để trúng giải đặc biệt sao sảng khoái, ngôi sao dương hè sảng khoái. Trúng một máy lạnh, một máy lạnh Daikin và một bể bơi phao bò mu cực cool. Thời gian chương trình trúng thưởng là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6. Mà hôm nay tôi quay clip là ngày 8 tháng 4. Vậy là vẫn còn hạn trúng anh em.